Các cầu thủ thất chú ý mới thi đấu được ghi điểm cho đội tuyển của mình. Bóng. Vừa vừa em ơi, Ngọc ơi. Ghi điểm. Như vậy chúng ta thấy số 5 dứt điểm rất tốt và giành quyền phát bóng về cho đội tuyển Sơn Gạch Thủy Linh. Tỷ số bây giờ là 1-0. Đội tuyển áo trắng lấy số áo rất là đẹp, số áo rất to. Như vậy là chúng tôi đúng rồi, như vậy là với hai cầu thủ số 5 và số 7 có chiều cao rất cao và chắn những quả chắn uy lực của đội tuyển Thiên Tai. Bóng ngoài và đẹp vẫn bắt. Bóng tôm đẹp. Như vậy là đẹp một quả lại cái chân bóng nữa. Bóng dính lưới của đội Thiên Tai. Cái chân bóng đã đập. Bóng. Tỷ số bây giờ là 3-0. Đội tuyển Thiên Tai đã dứt bóng thành công, mang về một điểm quý giá cho đội tuyển của mình. Tỷ số bây giờ là 1-3. Một điểm rất đồng viên cho đội tuyển của mình. Tiếp. Tiếp. Công. Công. Qua đi. An toàn. Đúng rồi. Tiếp tục. Tấn công. Như vậy là một quả chức điểm. Có cán gì với chị ơi. Bóng đi ra ngoài sân. Em đi ô tô mà. Tỷ số bây giờ là 2-3. Chỉ cần một điểm là xong bằng. Chuy, bóng. Rồi, nhất điểm. Sống cho bên. Như vậy là quả chức điểm rất ưu lực. Nhưng mắng ngoài đi ra ngoài chơi. Tỷ số bây giờ là 3-3. Chào em Nguyễn, chào Đạt Bón nè. Vì bóng đi sang cây của Thiên Tai cho nên có quyền vật bóng và ghi điểm. Qua đó ông tổng tài bắt thêm cả tổng tài quốc tế. 4-3. Lý bắt đầu hai quả chính đâu đó. Đội tuyển chúng ta có nhiều cách thi đấu. Lúc thì đánh tay, lúc thì đánh miệng và đánh tay không được thì chuyển sang đánh miệng. Rồi. Tay tay cậu ơi. Bây giờ chúng ta thấy đội Thiên Tai có những chất điểm rất tuyệt vời và là ghi điểm cho đội tuyển của mình. Tỷ số bây giờ là đội tuyển Thiên Tai dẫn trước 5-4. Đội mạnh hơn. Bóng. Thật đẹp. Chết. Vâng, đây là tỷ số 5. Số 5 quả ông chặn lên 7 sân luôn. Sức điểm rất thành công. Tỷ số bây giờ là 5-3. Bóng. Đội tuyển Sơn Gạch Thủy Linh huấn luyện viên là nam, còn đội tuyển Sơn Thiên Tai huấn luyện viên là nữ đông hơn. Cho nên thi đấu bây giờ chúng ta thấy phấn khích hơn. Tiếp. Có. Rồi, đi nữa. Đánh bỏ hãy. Chúng ta thấy là chúng ta thấy bây giờ đội tuyển Thiên Tai rất tốt. Tiếp.
con gạch. Sơn gạch đi lại sơn lên gạch đi được. Mong mọi quý cái gạch sơn thành tiền đi. Biết thôi. Một cờ bò rất tuyệt vời nhưng nghe bóng không đi qua lưới. Quyền phát bóng thuộc về đội tuyển sơn gạch Trường Linh. Tỷ số bây giờ là 6-7. Bóng. Đi. Rồi để thế cả Phí, cả Nguyễn, cả Bắc, cả Giáng, cả Án. Bên phải, còn, an toàn, qua đi. Rồi, sóng giờ đã qua, tiếp tục, lúc tới đây. Rồi, chúng ta thấy là cầu thủ số 12 bắt búng bóng nhưng mà lỗi kỹ thuật cho nên cầu thủ rất tiếc và lăn 3 vòng giữa sân để thấy sự nối tiếp của cầu thủ số 12. Bóng quả banh cướp trên lưới thì đội tuyển Sơn Gạch Trường Linh lại dẫn tiếp, tỷ số là 8-7. Trên 6 đôi của Phí đánh lắm anh nhé các bạn. Còn đôi Phí hồi tu như có thủ đánh lắm anh luôn. Phí là cái thò thanh nhá. Một quả dứt lưới của đội tuyển Thiên Phai rất là mạnh. Thế thật bây giờ đừng ngoài có Giáng Bêu, Nguyễn, về Bắc, rồi có cả Huy Con nhá. Không biết Huy, Huy Con có đánh hay không, thì biết đừng ngoài. Đúng rồi, bây giờ lại số 2 và số 6 phối hợp rất ăn ý. Tiếp số bây giờ là 98. Bóng bước qua anh nó đi không ạ? Bước qua đánh bóng bàn anh nó đi được. Anh thuộc quay hai lần anh lên trên trên lên. Một quả tấn công ghi điểm cho đội tuyển của mình và sẽ hòa với tỷ số 9-0. Tấn 6 đôi Phí manh lắm Ngọc ơi. Đúng. Bởi không biết có keo chỉ có Huy có đừng đây đó. Đội tuyển thứ hai lại ghi điểm. Tỷ số bây giờ là 11-9. Dài ở Tây Thanh nha bạn. Thanh nhớ dài ở Tây Thanh, Yên Thanh nha. Bây giờ là đội tuyển Sơn Gạch Trường Linh và dứt điểm thành công. Tỷ số bây giờ là 10-11. Rất mạnh. Đúng rồi, nếu ghi điểm. Bật công thật. Rồi, chân bóng đi ra ngoài sân. 7 đấy, bật công thật. Tỷ số là 12 10. Bật kịp. Không gì hiểm ra. Bật vâng. Công việc mà em thằng phải chịu xem. Vâng, một quả tấn công và ghi điểm lại thuộc về đội tuyển Sơn Gạch Trường Linh. Tỷ số bây giờ là 11-12. Vâng. Quyền phát bóng thuộc về đội tuyển Thiên Tai. Tỷ số bây giờ là 13-11. Rất hay. Cướp bóng đây. Một quả nhận bóng rất hay. Qua lấy cướp bóng. Cướp bóng. Và quyền phát bóng thuộc về đội tuyển Sơn Gạch Trường Linh. Tỷ số là 12-13.
đều dứt điểm. Bầm tim tỷ số lại được nâng lên 14-12. Bây giờ lại với kết hợp của số 2 là thế đấu. Hãy làm hợp nhau. Ghi điểm cho đội tuyển Phân Cả Chủ Định. 13, 14. Vâng. Giải ở Yên Thanh nha. Anh ạ, à, em đi quay thôi. Cầu thủ số 3. Hình như là đại lý Sơn Gạch Thủy Lịch tổ chức. Tiếp. 15, 13. Tỷ số 15, 13. Nghiêng về đội tuyển Thiên Tai. Rồi, tên. Để hơn một quả rất tiếp. Trong tay đội tuyển nhà Sơn Gạch Thủy Lịch xin được phép hồi ý lần thứ nhất trong hiệp đấu thứ hai. Chúng ta thấy là đội tuyển Thiên Tai phía hậu trường có nhiều huấn luyện viên là phụ nữ, cho nên là xếp thứ hai họ thi đấu tốt hơn. Và đội tuyển Sơn Gạch Thủy Lịch toàn nam công, cho nên có những điều rất là bí ẩn. Tiếp tục trận thi đấu được tiếp tục chuyển ra. Này vậy đây này. Cảnh cái đúng luôn đã. Dài ở nhà em anh ạ. À. Còn thế ngoài. Vâng. Không dài mà rồng nên bóng bên ngoài này em ạ. Rồi. Đi đi. Thiên Tai đã bắt được bài cho nên là bị trắng ngay. Tỷ số bây giờ là 17-13. Giết cái đội Thiên Tai. Chú ý. Rồi, bây giờ thì đội tuyển Sơn Gạch Thủy Lịch đã giành quyền phát bóng. Thật tập trung chú ý. Vâng. Điểm bóng cho đội tuyển Sơn Gạch Thủy Lịch 15-17. Bóng. Chú ý. Tấn công. Tấn. Vâng. Vừa công vừa game bóng rất nhanh, cho nên số 5 lượt đến gần đều rồi, chỉ một điểm nữa thôi. Trực tiếp là quá mình quay nhau chém với con Nam Cái Nhi Nhi Nhạc như thấy lớp lại. Phải cho hãy về 15 lấy được mơ. Sao thế? Không sao. Rồi, không sao. Công sao, công sao, đánh đi, trọng tài chưa thử coi thì đánh. Người trọng tài thử coi rồi. Số 7 lưỡi đây. Còn chưa thử coi thì người cứ thế đánh. Vâng. Rồi, tấn công. Như vậy bây giờ thì đội tuyển Thiên Tai bắt được bài của đội tuyển Sơn Gạch Thủy Lịch, cho nên cách tấn công đó không hiệu quả nữa. Chú ý. Bóng. Rồi. Vâng, bây giờ thì cách tấn công kiểu khác. Gọi là đá giang thôi. Bắt được bài hệ để học quá khác người nó được học chứ hồi học hệ. Tỷ số bây giờ là 17-19. Nhưng về đời trên tay. Còn 3 đứa là học.
Ừ, tại Thanh, Yên Thanh, cậu ơi, Bảo ơi. Vâng, như vậy là đội tuyển Thiên Tai đập tiến tay trắng. Và bóng đi ra ngoài sân. Tỷ số bây giờ là 20-17. Lý Văn Rõ phải hãy câu mi mổ đi, chứ mà cái mổ mà ngờ đuổi đá. Cầu thủ túi đi. Đừng để mất đi qua vít tên ra. Bóng. Bóng. Đâu hãy á. Bêu, tập tiêu. Như vậy là đội tuyển Thiên là chủ lực tấn công nhưng mà bị tay chắn của đội tuyển Thiên Tai chắn rất tốt. Tỷ số bây giờ 21-17. Còn như vậy là đội tuyển Thiên là chủ lực giành quyền phát bóng. Chưa. Đã vào. Chúng ta thấy là các khán giả rất khỏe. Đưa về mà cầm bóng vẫn rất rất xa. Công việc là chuyện cậu ơi. Bóng. Quý. Rất đẹp. Như vậy đây được Thiên Tai một quả công bóng rất tốt. Ghi điểm cho đội tuyển của mình. Tỷ số bây giờ là 22-18. Vâng. Ngoài cười. Lập điểm cho đội tuyển Sơn Gạch Thủy Lịch 19-22. Vâng. Rất đẹp. Bắt đông. Bây giờ là bỏ một quả bỏ rất thông minh. Tỷ số bây giờ là 23-19. Đúng rồi, chúng ta thấy nếu công không được thì bỏ biết thế nào ghi điểm là được. Đây nắm thép, nắm thằng Bá chứ không phải Bá thằng Hái. Thằng Bá bên chúng tôi đây coi cho coi. Thôi bóng nếu ghi điểm. Không anh nhá. Địch sớm mới không nha. Cầu thủ của đội tuyển Thiên Tai có những quả đón được và khả năng bắt kết, cho nên bắt tập thì các cầu thủ đều kêu cơ bắt kết. Đội tuyển Thiên Tai chỉ cần một điểm là giành quyền thắng cho trận thi đấu hiệp này. Thời gian hồi ngũ đã hết. Hai đội tuyển tiếp tục thi đấu. Tập trung lên. Vui lên. Tấn công lên. Bóng. Chúng còn là một đeo nha mọi người.